Đàn lợn nhà anh Phạm Văn Hùng, thôn Nga Mi Hạ, xã Thanh Mai, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội. Như thường lệ, anh Hùng bắt đầu ngày mới bằng việc cho lợn ăn. Điều đặc biệt là bên cạnh thức ăn thông thường, anh dùng một lượng nhỏ chế phẩm sinh học như thế này. Anh cho biết, với mỗi lứa lợn, cứ 3 con, anh sẽ dùng hết một lọ chế phẩm sinh học. Với 70 con như hiện tại, chi phí cho cả đàn lợn không quá lớn, nhưng bù lại, lợi ích mà nó mang lại khá thiết thực, cả về kinh tế và môi trường. Mấy năm trước tôi nuôi lợn là chưa dùng cái chế phẩm sinh thái này, và bây giờ tôi dùng cái thuốc chế phẩm sinh thái này. Con lợn thứ nhất là nó nuôi được giảm thời gian trước là 7 tháng, bây giờ rút lại chỉ có 6 tháng. Và trong đó là mỗi một con lợn ăn hết 2 tạ cám, bây giờ tôi đưa dùng cái thuốc sinh thái là ăn chỉ hết tầm cỡ từ tạ 7 đến tạ 8 cám. Nó thấy hiệu quả, con lợn bảng cân là so sánh con lợn bảng cân vẫn như thế, thời gian lại rút được lại ngắn mà cám lại được giảm cám đi rõ rệt. Cái thứ hai là nó con lợn nó khi nó ăn nó thải ra không có một mùi hôi. Con lợn là ăn là rất là nhanh lớn và hồng hào con lợn.